Trong chuyên mục quan điểm và bình luận hôm nay, anh chị xin mời quý vị theo dõi ý kiến của cộng đồng mạng thể hiện trên trang mạng xã hội Facebook quanh sự việc Đồng Tâm. Phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm đã kết thúc. 25 tội danh giết người nêu ra thì có 19 trường hợp đã đổi thành tội chống người thi hành công vụ. Hai án tử hình và một án tù chung thân dành cho con và cháu của cụ Lê Đình Kình thì vẫn bị giữ nguyên. Các luật sư bào chữa cho dân Đồng Tâm bị sách nhiễu, đe dọa. Ý kiến của công luận như thế nào? Anh chị xin mời quý vị nghe Facebooker Dương Quốc Chính đặt ra những câu hỏi sau đây. 10 câu hỏi cho vụ Đồng Tâm. Thứ nhất, dân Đồng Tâm không phải khủng bố như cáo trạng đã nêu, không giam giữ con tin, không phạm tội nghiêm trọng, thì tổ công tác huy động hàng ngàn cảnh sát đến khu vực nhà của tổ Đồng Thuận. Ở đây là nhà của tổ Đồng Thuận chứ không phải là khu vực tranh chấp ở ngoài cánh đồng sen đâu nha quý vị. Huy động cả ngàn lực lượng đến vào lúc rạng sáng để làm gì? Điều thứ hai, khi tổ Đồng Thuận không đe dọa tính mạng người khác mà chỉ cố thủ trong nhà và chống lại tổ công tác nếu họ tấn công bằng những cái thứ vũ khí rất là thô sơ và lựu đạn xịt tự chế, không phải là vũ khí quân dụng, thì tại sao phải đột kích ngay vào cái lúc rạng sáng như vậy? Tại sao không bao vây, không cắt điện nước, ném lựu đạn hơi cay và chờ cho đến khi họ buộc phải đầu hàng? Điều thứ ba, tại sao Trung tá Trung đoàn phó Cảnh sát cơ động là lãnh đạo của tổ công tác và một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lại phải đột kích để rồi bị ngã xuống hố, trong khi thông thường họ phải ở tuyến phía sau kìa? Điều thứ tư, tại sao buộc phải bắn chết ông Kình, một ông già què chân, đứng không vững? Ông ấy không thể đe dọa tính mạng của ai cả, nếu không tấn công manh động một cách không cần thiết. Không khó để chờ ông ta ngất đi vì hơi cay nhỉ? Điều thứ năm, tại sao ba công an bị thiêu chết trong vòng ít nhất là 20 phút mà không có dấu hiệu được đồng đội giải cứu? Bị can có khai là có tiếng kêu cứu của họ, họ có bộ đàm ấy. Câu hỏi thứ sáu, tại sao bị can chức có thể từ tốn nhẫn nha đổ xăng ra cái chậu để thiêu công an trong vòng 20 phút ở cái vị trí trống trải trên mái nhà mà không bị tiêu diệt vậy? Khi khai trước tòa thì ông chức không có nhận hành vi đổ xăng ra chậu để đốt, theo tờ báo Tiền Phong trích dẫn. Và câu hỏi thứ bảy rằng, ba công an phải lần lượt nhảy qua hố, nhưng cả ba đều bị rơi xuống hố với cùng một lý do là bị can chức chọc dao từ trên xuống. Cái hố này rất là hẹp nên kể cả bị đâm từ trên cũng khó mà bị rụng xuống hố. Lưu ý là cảnh sát cơ động có mũ bảo hiểm che được cổ và mặc áo giáp, rất khó bị thương nặng khi bị chọc dao từ trên xuống, thường đâm vào đầu và vai nếu mà chọc dao từ phía trên xuống. Cáo trạng bỏ qua chi tiết ông Hiểu bị thương. Kết luận điều tra của công an thì có nói đến là bị thương nhẹ nhưng không nêu lý do. Thực tế ông Hiểu khai với luật sư là bị bắn. Với vết thương hiện có của ông thì không khó điều tra nguyên nhân bị thương. Câu hỏi thứ 9, tại sao tất cả các lựu đạn đều xịt? Có chắc rằng chúng đều do tổ Đồng Thuận mua và ném ra hay không? Hiện không tìm được người bán lựu đạn cho họ đó. Và câu hỏi thứ 10, có mâu thuẫn về số vết đạn và hướng bắn ông Kình giữa cáo trạng và thực tế tử thi kèm lời khai của ông Hiểu chứng kiến ông Kình bị bắn. Cáo trạng cho rằng công an bắn ông Kình từ phía sau, vết đạn cho thấy chiều ngược lại. Mình chưa đọc biên bản pháp y khi mổ xác ông Kình, tại sao lại có sự sai lệch như vậy? Các câu hỏi ở trên, mình dựa trên các thông tin chính thống và đã kiểm chứng. Còn nhiều thông tin trôi nổi khác nữa, mình không có bàn đi. Không chỉ có Facebooker Dương Quốc Chính thưa quý vị, Facebooker Đoàn Bảo Châu cũng thắc mắc rằng hãy hành xử sao cho hợp lòng dân. Ông Đoàn Bảo Châu viết, mạng xã hội Facebook trong những ngày này dậy sóng về phiên tòa xử 29 người dân Đồng Tâm. Có thêm mấy điều mà tôi cần nói. Thứ nhất, việc ba cán bộ chiến sĩ công an bị hy sinh cần phải đưa ra bằng chứng tốt hơn. Đây chính là điều mà công luận bàn bạc rất nhiều trong những ngày qua. Tôi hiểu chính quyền mở phiên tòa để răn đe người dân, vậy các vị nên cố gắng làm tốt nhất có thể để thuyết phục được người dân.
Việc đưa 3.000 quân trang bị vũ khí đầy đủ như được hé lộ là theo kế hoạch 419A trên kế hoạch PV01-PV02PM. Với một kế hoạch tác chiến đầy đủ công phu, việc cắt điện, cắt sóng điện thoại nằm trong kế hoạch tổng thể. Việc dùng flycam khảo sát những ngày trước đấy với thiết kế đơn sơ của mấy ngôi nhà dân thì việc nắm địa hình không khác gì trong lòng bàn tay. Như trong ảnh thì với chiều rộng là 70cm từ mép cửa sổ cao hẳn lên như vậy, một cái nhún chân nhẹ thôi là đã sang được. Vậy tại sao có tới 3 cán bộ chiến sĩ, những người được đào tạo võ thuật lại có thể bị hụt chân từ người này sang người khác đến như vậy? Sao mà một người bị ngã mà người sau không có rút kinh nghiệm? Còn nói đối tượng cầm dao chọc từ trên xuống khiến cho họ bị rơi xuống hố, vậy thì như trong cái ảnh chụp thì đối tượng ấy đứng ở đâu? Mà sao thấy vậy người sau không giương súng bắn chết cái đối tượng ấy đi mà còn để cho nó lặp lại tiếp 2 lần sau nữa? Việc đổ xăng vào một không gian nhỏ khiến hơi xăng kín đầy thì nó sẽ bùng lên rất là mạnh mẽ lên phía trên. Kẻ hắt tiếp cái xăng vào sẽ trở thành một ngọn đuốc sống ngay. Kẻ ấy đã mặc đồ cứu hỏa loại gì mà có thể hất xăng được tới mấy lần như vậy? Một cái giếng trời bé tí cháy tới 3 người mà tại sao cái lớp cách điện bằng nhựa của cái sợi dây điện thò ra từ trong tường lại không bị cháy? Nếu mà có người cháy thì hiện giờ ADN của họ chắc chắn vẫn còn dưới hố. Tôi hiểu lý do tại sao không thể có một cuộc điều tra độc lập. Một cái tai nạn giao thông ngoài đường thôi, còn phải dựng lại hiện trường để việc phân xử đúng sai được chính xác. Vậy tại sao sự việc nghiêm trọng này lại bỏ qua việc dựng lại hiện trường? Việc cậu luật sư Nguyễn Hồng Bách bảo cái việc dựng lại hiện trường là quá dã man, ấy là một kiểu biến báo khôn lõi rất là rẻ tiền. Luật sư gì mà khi nói việc sẽ dùng người thật để người khác đổ xăng lên đốt. Cậu coi thường trí tuệ của công luận đến mức có thể cho phép mình mở mồm nói những cái lời tận cùng của ngu xuẩn như vậy được sao? Mấy người va chạm giao thông, mấy người biểu tình trên đường phố là có hàng chục cái máy quay chĩa vào họ. Vậy tại sao khi lấy máy xác của cán bộ chiến sĩ lên, chính quyền lại không hề có quay và công bố để thuyết phục công luận? Điều thứ hai tôi muốn hỏi, việc đánh đập ép cung là có. Lê Đình Công trả lời trước tòa là 10 ngày bị đánh như một. Điều tra viên Phạm Việt Anh đã dùng dùi cui cao su để đánh. Như vậy mọi lời nhận tội trước đây của họ không có giá trị. Khi con gà trong tay con sói, để không bị ăn thịt thì bắt nó nói gì mà nó chẳng nói. Chính công an Hà Nội tiến hành kế hoạch này và cũng chính công an Hà Nội tiến hành điều tra vụ việc này. Như vậy làm sao có thể có công bằng được? Sự việc đổ máu này hoàn toàn có thể tránh được với những bộ óc biết suy nghĩ thông minh và có lòng nhân. Làm sao mà một đảng viên 56 tuổi đảng bỗng chốc lại bị coi là khủng bố? Trong khi ông ấy đang ngồi xe lăn, đứng không vững, lại có thể bị đồng chí của mình chĩa súng vào, bắn thẳng mặt ở một cự ly gần như vậy. Chi tiết ông Kình cầm lựu đạn trong tay lại là một chi tiết ngụy tạo trắng trợn nữa. Ông Hiểu khi đứng trước tòa đã phủ nhận việc ấy. Khi viết những dòng này tôi thấy ghê sợ về cái sự dã man của những cái kẻ đã tiến hành cái kế hoạch 419A trên kế hoạch PV01-PV02PM này. Sai lầm tiếp nối sai lầm, lấy sự dối trá sau để lấp liếm sự dối trá trước, nhưng càng nói dối càng lòi lung tung cái đuôi cáo ra. Đầu óc thì sơ sài, kịch bản thì cẩu thả, chỉ lấy sự lưu manh xảo thuật để đối phó. Hãy nghĩ xa hơn đi, sự tử tế nhân bản luôn là cao nhất, đứng trên mọi lý lẽ, mọi trò khôn vặt, mọi thủ đoạn, mọi mưu hèn kế bẩn. Mỗi lần viết bài thế này, đội ngũ dư luận viên lại ào ào xông vào sỉ nhục. Chúng bảo những người cầm bút như tôi là ăn tiền nước ngoài. Những con bọ hung ăn kích để sống thì cả thế giới, cả bầu trời của nó chỉ toàn là kích với kích. Ta mang hoa hồng đặt trước mắt, nó cũng đâu có biết là hoa. Do vậy, nói chuyện về lương tri, về công lý với chúng là vô nghĩa. Tôi chỉ block và xóa để khỏi bẩn mắt các bạn đọc, nhưng trong lòng không khỏi buồn bởi vì chúng quá đông. Chúng chính là sản phẩm của những bậc thầy viết ra cái kế hoạch tồi tệ 419A này. Và cái điều thứ tư,
Các vị hãy nhìn rộng ra và cao hơn, hiểu sâu hơn điều gì đang xảy ra trong lòng người dân. Các vị sai trái nhiều lắm, ai cũng có thể sai, nhưng vấn đề là học được gì từ những lỗi lầm của mình. Còn nếu chỉ dùng quyền lực mà đàn áp lòng người, thì hậu quả khôn lường. Thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thực sự rất coi thường nhân dân. Họ cho rằng người dân thực sự là ngu dốt, thiếu hiểu biết và thờ ơ, chẳng quan tâm đến điều gì hết. Chính vì vậy cho nên họ mới cho phép mình nói những cái điều ngu xuẩn dối trá nhất và mặc nhiên cho rằng đó là sự thật. Và người dân hãy cứ như vậy mà tin đi. Không tin thì cũng chẳng làm gì được nhau. Thật là chua xót vô cùng cho cái dân tộc này, thưa quý vị. Và anh chị xin mượn bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ để kết quanh câu chuyện về đồng tâm bi thương. Phạm Minh Vũ viết rằng, ai cũng có một gia đình. Cuối cùng, phiên tòa cũng đã kết thúc. Ngày thứ hai tới đây, bản án sẽ được tuyên. Những ngày qua, diễn biến của phiên tòa cũng đã cho chúng ta thấy phần nào kết quả của bản án mà họ sẽ tuyên. Quả thực, đây là cuộc đấu tố đồng bào thì đúng hơn là một phiên xét xử. Thái độ của những công tố viên hay các thẩm phán nói cho cùng, họ mong có thêm ít nhất là hai bản án tử hình cho hả dạ. Những ngày qua, mặc dù chúng ta biết là bản án đã có sẵn trong túi của chủ tọa phiên tòa, nhưng nó cũng bật ra được phần nào về cái đêm kinh hoàng ấy. Những lời vu cáo trong cáo trạng phần nào đã được giải mã. Những cáo buộc về cụ Kình cầm lựu đạn hay châm lửa vào thau có xăng hất xuống hoặc là tấn công bằng lựu đạn đều đã bị bác bỏ bởi người dân đồng tâm. Nói cho cùng thì đây là một phiên đấu tố thời hiện đại. Một mặt là tiêu diệt sự đoàn kết của những nông dân hiền lành chống lại bọn lợi ích nhóm, chống lại bọn tham quan với ý định cướp đất. Mặt khác là chế độ cầm quyền muốn phô trương sức mạnh để răn đe mạnh tay tới những ai ở địa phương khác dám chống lại họ. Họ sẵn sàng đem đại bác xe tăng, nửa vạn quân về tiêu diệt, về bình địa một ngôi làng nếu điều đó là cái điều mà bọn cướp đất nó muốn. Dù bản án tuyên ra như thế nào đi chăng nữa thì chẳng thể nào thuyết phục được lòng người dân Việt Nam, trừ khi tuyên họ vô tội. Thật đen đủi cho dân tộc Việt Nam. Tưởng đất nước là do dân làm chủ, tưởng tiếng bom đạn đã ngừng mấy chục năm nay. Không ngờ nó lại vang lên giữa bầu trời, thủ đô trong đêm. Tiếng súng chát chúa, tiếng bom đạn nó được phát ra bởi một nhóm nhân danh là cách mạng. Từ đây, đất nước nào có yên bình? Từ đây, dân tộc có phút giây nào ngơi nghỉ? Khi mà cái bọn cách mạng ấy, nó áp đặt một cái chế độ cai trị tàn bạo mang rợ hơn cả thực dân phong kiến. Nó muốn lấy mạng ai thì lấy, muốn bỏ tù và đánh đập cho cái người đó, nói theo cái ý của nó. Có ai tin rằng năm 2020 mà một đảng cầm quyền xua nửa vạn quân về để giết một đảng viên đồng chí của mình và dựng lên một cái câu chuyện ly kỳ là ông ta trên tay cầm lựu đạn đến khi chết không? Đến trẻ con nó cũng không thể tin được. Vậy mà báo chí này, tòa án này, viện kiểm sát vẫn tin, họ cho rằng những nông dân mất đất ấy là thủ phạm. Điều đó mới thật là cay đắng. Đến cái thế kỷ này, có ai tin rằng những kẻ bất chấp là cơ quan điều tra, chúng tra tấn người dân đáng lý ra là nạn nhân mà 10 ngày như một, tra tấn 10 ngày như một đấy, thật là không thể tưởng tượng ra nổi. Hôm nay, một luật sư bảo vệ quyền lợi thân nhân của ba cảnh sát bị chết đặt ra những câu hỏi để khẳng định rằng phải có bản án tử hình mới cam. Cái luật sư này hỏi theo cái kiểu trách móc rằng ai đã cướp đi cha của đứa con mới 6 tháng tuổi, ai đã cướp đi đồng chí của các vị đang ngồi ở đây, ai đã cướp đi đồng bào, v.v. Tôi không dám nhìn vào các hình ảnh thi thể của các liệt sĩ, v.v. Hành vi phạm tội của các bị cáo là được chuẩn bị kỹ lưỡng, phạm tội đến cùng, mang rợ nên việc truy tố là đúng là chính xác. Chúng ta không bàn đến hành vi của các bị cáo ở đây là có tội hay không có tội nữa, vì tất cả những ngày qua phiên tòa đã chứng minh một cách quá rõ, từ cái việc không thực nghiệm lại hiện trường cho tới cái việc điều tra viên tra tấn các bị cáo cho tới việc ngăn cản luật sư tiếp xúc các bị cáo, thì nó đã chứng minh là vụ án có quá nhiều điều phi lý. Chỉ có một điểm phi lý là phải hủy phiên tòa để điều tra lại, thì đây có hàng trăm điểm phi lý. Vì thế, không thể tuyên án mà có án tử thì đó chính là ý chí kẻ giết người.
Về cương vị luật sư, khi chưa có bằng chứng khách quan mà đã khẳng định họ giết người, chứng tỏ đó là ý của những kẻ cướp đất, chứ không phải là luật sư chân chính. Tôi suy nghĩ về những câu hỏi của vị luật sư đó nhiều hơn. Luật sư đòi mạng cha của đứa bé 6 tháng tuổi, thì bà Thành cũng có quyền đòi chồng, người mà đã bị những kẻ mang danh công an giết chứ. Bà Thành cũng có quyền đòi con cháu của bà, và vợ con của những 29 người kia cũng có quyền đòi cha mẹ vợ chồng của họ chứ. Họ cũng có gia đình cơ mà, gia đình họ đang êm ấm hạnh phúc. Cớ sao những kẻ cầm quyền chóp bu, xua quân về để giết người, bắt người và tra tấn làm cho biết bao nhiêu người thân tàn ma dại, mà cái cuộc đột kích trong đêm đã sai pháp luật. Dân đồng tâm không đòi, mắc mớ gì anh luật sư đó đòi. Nếu đất nước bị cai trị bởi những kẻ cầm quyền tàn bạo, những kẻ mê muội làm công cụ tay sai như ba cảnh sát bị chết kia, thì tang thương không chỉ dừng lại ở đồng tâm. Vì nguồn gốc mọi mâu thuẫn đến từ một chế độ không vì dân, kế đến là do luật đất đai lạc hậu khi nhà nước quản lý đất đai mà không cho nhân dân quyền tư hữu đất đai. Vì vậy, cứ thế này mãi sẽ còn nhiều đồng tâm, một khi những kẻ cầm quyền đói đất, chúng muốn ăn ở đâu thì chúng lại lên kế hoạch cướp giống như đã cướp ở đồng tâm, và cứ thế sẽ tiếp tục có nhiều cảnh đầu rơi máu chảy thê lương trên quê hương này. Không phải là ngoại xâm, không phải là thế lực ngoại bang nào bắn giết dân ta, không ai khác, chính là những kẻ cầm quyền hôm nay là giặc, là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Người chết cũng đã chết, đòi mạng những người vô tội kia thì có làm những kẻ công an như những con thiêu thân bị kẻ có quyền sai khiến, liệu họ có sống lại không? Ai cũng có một gia đình, người dân đồng tâm cũng vậy, và cụ Thành cũng thế. Trong vụ đồng tâm, ai thực sự là kẻ có tội thưa quý vị? Theo bạn Lê Hải ở Nhật Bản, bạn viết rằng, có lẽ mấy ngày này rất nhiều người chứng kiến chuyện thương thiên hại lý của phiên tòa đồng tâm đều phẫn nộ và có tâm trạng nặng nề. Kể cả trong thời Pháp thuộc, anh em của ông Mười Chức ở Bạc Liêu đâm lòi phèo cò tây để giữ đất, mà ra tòa cũng không có cái cảnh khốn nạn như thế này. Việc chà đạp luân thường đạo lý để thỏa lòng một kẻ đầu lãnh như Nguyễn Phú Trọng chắc chắn đủ làm tanh mực chép sử xanh. Bên Tàu, dân chúng thù vợ chồng gian thần tần cối tới mức sau hơn ngàn năm vẫn còn dựng tượng quỳ ở trong củi sắt cho người ta phỉ nhổ. Thì một mai khi đất nước thanh bình, những kẻ đại gian đại ác giết người vô tội, thách thức công luận, dối trời gạt người, chắc chắn không thoát khỏi cái cảnh tên tuổi dòng họ nó trở thành cái thứ ô uế điếm nhục cho người ta đời đời mắng chửi, kiếp kiếp chê bài. Một lời nói binh vực cho công lý và lên án cái ác có thể như là đá luyện ao bèo, nhưng muôn miệng một lời mắng nhiếc, muôn dạ một lòng nguyền rủa thì đủ tạo ra một trường năng lượng như cơn bão tố, quét sạch mọi kẻ gian tà đầu sỏ, nhất là Nguyễn Phú Trọng đột quỵ. Chưa chết một đít hai ghế, đức nhỏ mà địa vị lớn, há chẳng phải là họa diệt tộc hay sao? Thân mình lo chưa xong, đã muốn tru di tam đại nhà người ta, há chẳng phải là cùng hung cực ác tâm địa như giả thú hay sao? Liệu kẻ như vậy có đáng kéo dài thêm một ngày dương thọ, có đáng hít thở khí trời hay chăng? Chỗ của nó phải là chốn âm ti tăm tối, muôn đời khóc lóc nghiến răng. Nguyễn Phú Trọng, hãy chết trước khi kết thúc 10 ngày xử này đi. Còn Phạm Minh Vũ thì quả quyết rằng, ông Trọng, sau này lịch sử sẽ mãi nhắc trong giai đoạn nắm quyền của ông, Việt Nam đã chịu bao nhiêu sự nhục nhã khi đến cái tên kẻ thù Trung Cộng giết hại người dân Việt Nam mà ông còn không dám, chỉ dám nhắc là tàu lạ. Lịch sử sẽ nhắc cái tên Nguyễn Phú Trọng vì đã gây ra nỗi đau cho đồng tâm một đêm kinh hoàng, một sự ám ảnh đến thấu tim gan của người có lương tri. Trang sử hào hùng của những nông dân giữ đất sẽ khắc nhiều cái tên, trong đó có cụ Kình là một bằng chứng rõ nhất của cuộc va chạm bằng bom đạn bởi chế độ mang rợ do ông nắm quyền cai trị. Giá như năm 2013, ông chịu lắng nghe nhiều ý kiến nhân sĩ trí thức đòi thay đổi những điều trong hiến pháp, trong đó có quyền tư hữu đất đai và bỏ điều 4 hiến pháp đi, thì hôm nay liệu có cảnh tang thương như ở đồng tâm không? Một kẻ tham lam vô cùng tận, đến cuối đời nằm trên giường bệnh mà vẫn cố nắm quyền lực, xem sinh mạng nhân dân như cỏ rác, đem sinh mạng của 4 đồng chí ra để chứng minh câu nói, đảng ta đi không gì cản nổi. Đem những người nông dân vô tội lên đoạn đầu đài để ông chứng minh cho nhân dân thấy đảng ta có sức mạnh vô địch.
quá tàn bạo, quá man rợ. Lịch sử nào ghi chép hết sự nhơ nhuốc của Đảng Cộng sản do ông lãnh đạo? Man rợ với đồng bào nhưng lại hèn hạ luồn cúi trước ngoại bang. Ông cùng với cái đảng của mình áp phe với bọn xâm lược phương Bắc, xà xẻo đất nước chủ quyền, bắn giết đồng bào. Tội lỗi tày trời này, nước nào rửa cho sạch mùi? Như những loài ký sinh trùng, Đảng Cộng sản bám trên nhân dân đất nước, chỉ biết vơ vét xà xẻo để chia nhau mà chạy sang xứ người. Một mặt bóp nghẹt tự do để không cho nhân dân phản kháng, không cho nhân dân la lên một tiếng khi bị cướp hay khi bị đe dọa bằng luật. Mặt khác, công an, viện kiểm sát, tòa án cũng do đảng nắm để khi muốn giết ai thì lên một cái vở kịch còn chắp vá, còn ngượng ngùng, gọi là công lý. Một đảng mà vừa cướp vừa kiêm luôn tòa án thì cửa nào cho nhân dân sống đây? Bây giờ đồng bào đã rõ hơn về cái câu đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý, nó có nghĩa là gì chưa? Quý vị cứ nhìn Dân Oan, Thủ Thiêm và Đồng Tâm thì sẽ hiểu đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước quản lý có nghĩa là như thế nào.